Kính thưa bạn đọc, trong khuôn khổ của cuộc hôm nay thì chúng tôi rất là bất ngờ được nghe ông Mai Ngọc Yên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở Berlin Brandenburg, nguyên là Phó Chủ tịch Liên hiệp Người Việt, người đã trực tiếp đi dự cái đại hội của Liên hiệp ở Bochum vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, đã tiết lộ cho cuộc họp biết rằng là trong cái danh sách mà Liên hiệp gửi lên tòa án để báo cáo số lượng 105 người đại biểu dự các đại hội đó, thì cái chữ ký của ông Nguyên trong thế này bị giả mạo. Ngoài ra thì được thêm là được biết là anh Nguyễn Trung Kiên cũng bị giả mạo chữ ký. Đây là một việc chấn động và việc làm sai trái một cách, đây là có thể khép vào tội hình sự đối với những người nào và giả mạo tài liệu để nộp lên tòa án. Thì là ông Mai Ngọc Yên, để như ông cho bạn đọc ở báo Người Việt.de biết là cái danh sách này là bị làm giả, ông phát hiện từ khi nào? Báo cáo này các anh các chị như này, thực ra là hôm nay tôi cũng được mời đến để tham dự hôm nay chúng ta để tọa đàm với nhau về cái tình hình cộng đồng, mới nhất là cái Liên hiệp Người Việt mà chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức ra để chúng ta thành lập nó. Thế thì cái việc ấy là tôi lâu nay tôi cũng rất là giữ kín, tôi cũng chưa muốn đưa ra cho cộng đồng biết về cái sự thật đấy. Thì vào khoảng tháng 8, khi mà ông Lê Lương Cẩn ấy là có gửi cho tôi là cái bản name thai name lister của tòa án đấy, là gồm những cái người này thì yêu cầu ông Yên xem là có đúng ông có đi không, thì tôi có nói đúng tôi có đi, thì anh cho tôi xem. Thế sau khi anh Cẩn anh ấy gửi cho tôi một cái thai name lister này thì tôi nhìn ở trong này thì tôi thấy có tên Mai Ngọc Yên của tôi là cái số báo danh là số 16, nhưng mà tôi nhìn lại cái chữ ký của tôi thì là hoàn toàn không phải chữ ký của tôi. Đây là cái chữ ký cái số 16 nó nằm ở đây. Đấy, tên thì đây. Đây, vâng. Đây chỗ này. Vâng. Nhưng mà hoàn toàn đây là không phải chữ ký của tôi. Vâng. Đây chữ ký của tôi đã được đăng ký kể cả với ngân hàng, kể cả với những cái nơi mà chúng tôi cùng hợp tác, là hoàn toàn chữ ký khác. Vâng. Thế thì đây là báo cáo với lại bà con cộng đồng là đây một cái việc làm ấy thực sự là rất là nguy hiểm, là mang tính chất hình sự. Đấy, cái việc làm này ấy là mạo danh chữ ký của người khác. Nhưng mà lúc đó tôi xin lỗi với anh là tôi đã gửi cái, tôi làm một cái, khi anh Cẩn nói là thế ông có dám chứng nhận cái điều đó không, thì tôi nói ok tôi sẽ xác nhận. Thì đây là tôi xác nhận cái chữ ký này là chữ ký của, không phải của tôi. Và chữ ký của tôi đây để tôi muốn nhờ anh Cẩn là gửi cái này cùng cái tập hồ sơ để kiện lên tòa. Nhưng mà không biết là anh Cẩn đã làm chưa. Hôm đó thì tôi định là mang ra công an để ăn sai cơ, nhưng anh Cẩn nói là từ từ đã. Thế thì hôm nay là cũng muốn là tôi muốn chia sẻ với cộng đồng ấy là bà con ở Việt Kiều ở nước Đức ấy, là hiện nay cái ban chấp hành ấy của cái Liên hiệp Người Việt mà đại hội ở Bochum là thực sự ấy, đến bây giờ ấy, là mọi cái đều là lươn lẹo, mọi cái đều là mang cái tính chất là giả tạo hết. Từ cái vấn đề là bao nhiêu những cái mà theo như tôi được biết thì anh Cẩn nói là anh Cẩn có kiện 10 điều, thì hiện nay đến 8-9 điều người ta, tức là 8-9 điều họ làm đều hoàn toàn sai cả. Chính xác là họ tự nhận thua 8 điều, luật sư họ viết thư lên tòa xin thua 8 điều trong 10 điều kiện. Vâng, trong 10 điều kiện thì còn lại là 2 điều kiện họ xin nói là tất cả chúng tôi đều chấp nhận những cái kia theo như luật sư đấy. Đấy là tất cả những cái điều kiện kia là chúng tôi thấy là sai, nhưng mà tôi xin giữ lại mỗi cái điều kiện là giữ lại một cái ban chấp hành. Thế tôi thấy cái việc này là thực sự mà nói ấy, là cộng đồng chúng ta cũng cần phải xem xét, mà nhất là những người tham gia vào cái đại hội vào ngày 23 tháng 1 này, là chúng ta phải có một cái sự cân nhắc rất là chuẩn để bầu cho cái ban chấp hành này. Thế thì cái việc này tôi muốn hỏi anh Cẩn ấy, anh Cường cũng vừa mới hỏi tôi, thì tôi hỏi anh Cẩn là cái sự thực là 10 cái điều mà bên các anh kiện ấy thì có đúng là luật sư thông báo là họ nhận sai 8 điều không? Xin lỗi anh Yên, tôi sẽ trả lời câu đầu tiên là cái chữ ký giả. Vâng. Thì hiện nay là như này, vì tôi không biết là có bao nhiêu chữ ký giả trong cái danh sách này, cho nên là chưa kiện là vì lý do đó, chứ không phải chúng tôi bỏ chuyện này. Vì động đến đây là giấy tờ giả, chữ ký giả thì nó là hình sự rồi. Nhưng mà không phải chỉ kiện mình, không phải giúp anh kiện cái sai đó, mà có thể 1, 2, 3 anh Yên, anh Kiên rồi nhiều anh nữa. Thì cái tôi... này, tôi câu này là để tôi trả lời trong tương lai. Vâng, thế thì sorry anh thế này. Báo cáo này, anh Cẩn, tôi xin lỗi câu là tôi phải giải thích như này luôn nữa này. Dạ. Lẽ ra đấy, nếu như một mình tôi, vâng, thì có thể các anh còn nghi ngờ. Nhưng khi tôi có hỏi anh Nguyễn Trung Kiên là có phải chữ ký ở đây không,
thì anh Kiên cũng nói là đây hoàn toàn không phải chữ ký của anh Kiên. Thế và khi tôi đọc cái danh sách này thì với tôi đấy, là vì chúng ta là đều là những người mà nhìn cái chữ viết cho tới chữ ký ấy, thì từ cái số thứ nhất là 64 là Hoàng Yến Brand này, rồi 65 là Nguyễn Thị Thân này, 66 là Nguyễn Bích Nga này, 67 là Bùi Thanh Hiếu này, 68 là Nguyễn Kim Dung này, 69 là Đinh Vân Anh này, 70 là Nguyễn Hải Yến này, 71 là Phan Thanh Nhân. Thì đây là trong cái số này, từ cái số mà 64 và đến số 71 này đều là một chữ ký như nhau hết. Đây chúng ta xem, tức là đều là một người ký mà đều chữ ký như nhau. Có thể là hỏi chắc là những cái người này có đến dự bốc khung không và chữ ký của... Đương nhiên cái này là tôi phải yêu cầu tòa là phải xuất trình ra như thế nào. Đây cho là cộng đồng biết rồi. Vâng, tôi muốn chỉ giải thích cho cộng đồng biết đây là chúng ta sẽ nhìn kỹ vào đây, là đây tức là một cái lister giả. Vâng. Mà một khi họ đã không sợ đến pháp luật của Đức mà cái gì họ cũng làm giả được thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Một cái câu hỏi. Vâng. Anh ạ, thế thì thực ra thưa bạn đọc của báo Người Chấm Đe cũng như toàn thể bà con cộng đồng người Việt Đức, thực ra ngày 18 tháng 2 năm 2016 sắp đến là ngày tòa sẽ xử cái vụ kiện này, thì bên nguyên đơn định là ngày đó sẽ hỏi cái bên phía Liên Hiệp Người Việt là những người này có đi hay không và đây có phải là chữ ký một không. Thế nhưng họ đã chạy trước anh ạ, họ đã sợ hãi trước cái phiên tòa hôm đó mà họ bày ra cái đạo bất thường vào ngày 23 tháng riêng năm tới, là vì họ, chúng tôi muốn dành cái này để hỏi vào cái phiên tòa đó, nhưng họ đã làm một cái động tác là họ trốn tòa. Anh ạ, đó là thật là nực cười. Anh nha. Vâng. Các anh Cường có nói câu về chuyện tòa ngày 18 tháng 2. Thì như này, 18 tháng 8 năm 2015 thì là phía bị kiện, có nghĩa là Liên Hiệp, đã có 10 điều kiện. Và anh Cường có đăng trên báo rồi, thì là 8 điều họ nhận sai. Bây giờ chỉ muốn là như này, giữ lại cái bầu cử bốc khung, giữ lại cái danh sách được bầu cử bốc khung. Thì tất nhiên là rất là vô lý, có 10 điều kiến cáo nhau và 8 điều sai, còn 2 điều thì muốn là giữ chứ không phải là nói là đúng. Thì tòa họ quyết định đáng là 17 tháng 12 là có cái cuộc quyết định có búa của tòa, nhưng rồi về phía tòa thì họ do thiếu người hoặc là như nào đấy, họ dịch xuống ngày 18 tháng 2 đã có lệnh của tòa là 18 tháng 2 bị đơn và kiện sẽ gặp nhau tại tòa. Thì tôi cũng là một hội viên, xin lỗi mọi người dùng từ rất nặng nề, hội đồng hương Minh Phú đã bị đuổi ra khỏi Liên Hiệp, tôi có cái thư đây. Nhưng ngày 22 tháng 12 thì tôi đã nhận được thư mời hội đồng hương Minh Phú tham gia Liên Hiệp. Hội đồng hương Minh Phú vẫn chính thức là hội thành viên của Liên Hiệp. Thì tất nhiên hôm nay chúng tôi có ngồi họp về bàn là ngày 23 tháng 1 tổ chức ở Hải Phúc, cái chính danh của người mời, chính danh của những người đến dự là một cái câu hỏi còn rất khó. Nhân đây thì cũng là muốn gửi đến bạn đọc, gửi đến tất cả mọi người là như cái chuyện là danh sách sai của anh Yên, chúng tôi chưa kiện ra hình sự, lý do là vì cũng đang muốn xem là có bao nhiêu người, có bao nhiêu chữ ký sai.